đến bắt cái ghế đàn ông trong em về. Qua bao mùa xuân em ơi lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng xíu. Mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta? Em như hoa hậu anh thưa mấy câu để đón em. Đi trên lưng thấu da nấu thành bạch đen. Về nhà mình sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá đã có anh rồi. Bắt con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao nè. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em cất. Chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhau. Bóc phong bảy đi lên nhảy. Kết dòng nhạc hương quê để bắt đi chay lên cho nó nảy. Anh ấy cũng bảo tuổi này phú thế. Đứng đằng xa mà sao lòng khích gạch. Chả có lẽ là mê. Mà nếu thích anh là điều em chắc nịch. Thì mình còn gì đâu mà chê. Xanh chia con nước trôi mênh mang hai dòng. Lỡ khoai anh thì nói tiếng chứ có gì đâu mà lo. Anh thương em mưa nắng dãi dầu. Mà thương em cực quá nên anh gối đầu sang thưa. Anh thưa mấy cầu đi qua cầu để đón em này. Có cây cầu nhỏ xíu lắc lư. Qua mấy nhịp cầu tre nối bên dòng sông. Kiến ở trên lầu cao mang cầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao nè. Kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa quân dân ở họ và bà con bóng bên đội ngũ, tình lòng dễ xuống, tình thông xuôi do, bọn bè thân hủy gần xa. Số hôm nay được sự thống nhất của hai bên gia đình và hứa họ đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn vui vui cho hai con chúng tôi. Nhận được cánh thiệp hồng, quý vị cùng toàn thể bà con quan tâm đến chúc mừng hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Thay mẹ gia đình, kính chúc toàn thể bà con, anh chị em, bọn bè đã bỏ Covid thời gian đến dự buổi tiệc trò thân mật trưa hôm nay cùng gia đình chúng tôi. Thay mẹ gia đình, kính chúc toàn thể trong hôn trường sức khỏe, hạnh phúc, quật sự như ý, thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng, cảm ơn. Đạp mây xanh năm nay xuống trời. Anh năm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi còn như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ngờ đâu anh mang trầu cao quan nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu. Cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi còn như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ngờ đâu anh mang trầu cao quan nước châu luôn. Chưa có hứa cho em nhiều đâu. Na 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 na. Đang thân tình yêu này tới chưa qua năm
đi lòng vòng đường nào tìm về tìm em khó quá. Ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi, em đừng đi đâu mình nên. Mình đến với nhau đi cuộc tình mình giờ ấm lo tự do. Ba má anh đã kêu thôi mày cô dính ai tiền tao sẽ lo. Tôi quá tuyệt vời tụi mình là nhất trên đời. Thân tâm khấn 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 tà ơn đấng trên đã cho con một cô gái xinh ơi. Vui lên đi vì không có ra lo khi thế gian bao người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba vô đi khắp thế gian để
Trang và họ nhà gái dành cho nhau trong đại lễ tình đồng trường này.
Một lần nữa thay mặt cho gia đình nhà trai gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình Hoàng Nhật Gái và chúc cho gia đình Hoàng Nhật Gái chúng ta ra về từ một Việt Nam dồi dào sức khỏe, tài niềm vui trong cuộc sống này. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và quay trở lại với bầu không khí mừng hạnh phúc trưa hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón tiếng hát của anh Thôi ạ. Và xin mời giọng ca của anh Thôi ạ. Chúc mừng
anh thương em vừa đến giai dầu mà thương em cực quá nên anh cũng đâu xa thưa anh thưa mấy cậu đi qua cậu để đâu nghe cầu tre đập gần mà có đi anh.